Hello cả nhà, chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem. Chào hết tất cả quý vị khán giả đã đến đường like của Út Xin TV. Hôm nay Út sẽ review cho cả nhà mình xem. Đây là con đường của chợ Ngũ Lạc nha cả nhà. Đây là trường học cấp 1 của xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Bên đó có cái quán cơm, bún thịt xào, bánh xôi thịt, xôi gà. Đặc biệt là có bán hột vịt lộn, trứng cút lộn, hột vịt muối, hột vịt lạc, trứng gà, cơm cháy chà bông gà, rất là ngon luôn nha cả nhà. Quán mình nó ngon. Đây cái đường này đi chợ Ngũ Lạc nha cả nhà. Cái quán đại lý số Bé Thảo, kế bên có cái quán hủ tiếu bò kho rất là ngon nha cả nhà. Hủ tiếu bò kho, bún riêu, Út sẽ review cho cả nhà xem nha. Quán này tuy rằng nó đơn giản, nó nhỏ nhưng mà rất ngon, bán đắt lắm nha cả nhà. Cả nhà thấy mấy cái sườn heo. Giờ này cũng trưa rồi, 10 giờ cho nên bớt khách rồi, sáng sớm khách rất là đông luôn cả nhà. Con đường rất là đẹp luôn ha cả nhà, hai bên đường có trồng bông. Đây cả nhà nhìn thấy một cây mai nào, quá trời cây mai. Cây mai rất là đẹp luôn nha. Lặt bông lặt lá xong nó ra nụ quá trời nhiều luôn. Bên đó có bán cam nữa cả nhà, cam. Quán này có cái cây sung cả nhà ơi, coi trái sung kìa, trái sung quá trời trái sung luôn nha. Cây sung rất là mát luôn. Có cái đại lý với số nữa. Út mời cả nhà mình cùng ăn hủ tiếu nha cả nhà. Nhìn tô hủ tiếu rất là ngon luôn nha. Đó, hủ tiếu. Đây là cái tô bò kho nha cả nhà. Cả nhà nhìn xem bò kho thấy ngon không? Đó, rất là rẻ luôn nha cả nhà. Có 20k thôi, rất là rẻ. Tô hủ tiếu bên kia là của nhân vật mỹ nhân nha. Mỹ nhân mời quý vị khán giả ăn hủ tiếu Nhật Long. Cả nhà ăn hủ tiếu nha, ăn hủ tiếu cả nhà ơi. Đây là hủ tiếu bò kho nha. Đây cái chén tương ớt luôn. Có một dĩa giá nữa nha cả nhà. Nè, để giá vô. Ngon quá cả nhà, nóng hổi về thổi về ăn. Mời cả nhà ăn hủ tiếu bò kho với Út nha. Cả nhà nhìn xem một rổ rau nữa nào, quá trời luôn nha. Tại bàn để ngoài, tại ngồi ở ngoài này cho nó mát đó nha. Ở trong con ngồi xích ra bên kia chút. Ừ. Cả nhà nhìn thấy ngon chưa? Quá trời, tô bò kho rất là ngon. Út cũng xin tạm ngưng video nha. Mời cả nhà mình cùng ăn hủ tiếu bò kho với Út. Rồi cuối video Út cũng xin chân thành cảm ơn hết tất cả anh chị em và quý vị khán giả trong thời gian qua đã quan tâm và theo dõi kênh của Út Xin. Út xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị khán giả mình luôn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an, mọi điều thành công tốt đẹp. Út xin tạm ngưng video, hẹn gặp lại video sau nha. Bye bye cả nhà. Chữa. Ấy, lúc hồi nãy